Vâng, kính thưa cô chú anh chị và các bạn đã trở lại kênh của Bùi Hải Vlog nha. Giờ sáng nay khán giả vắng quá trời luôn cô chú anh chị ơi. Quay đang không không có cái khách khán giả coi nhiều mà vậy mà còn bị nạn nữa. Từ chiều á, clip đi mình đăng xong rồi dọn dẹp xong. Trời ơi, cái gì vậy? Tiền đô cho cậu Năm nè. Vậy một sắp tiền đô gửi vậy? Mua hay là anh mua hết mà đây là tiền của chị Thí Diễm á. Thí Diễm. Đài Loan á, chị hôm trước người Diễm Minh hay mua. Chị tên đẹp quá ha. Hôm trước chị tặng anh cái áo, mình cái áo đó. À em biết rồi. Đốt chị đến mẫu đó. Mẫu đó, chị ở Đài Loan. Hai mình ra hành lập lá mai đi chứ giờ mình đợi tới mà. Đây đây cho tự nhiên đi. Còn một cái lá nữa mất công nữa. Ôi, đây đây giờ tự. Mấy sắp 10 sắp anh em. 2 4 6 8 10. Quá trời. Cái đậu rồi tí. Đậu rồi đó. Đó bây giờ mình tính chuyện cây mai đi ha. U cây mai rồi mọi người. Đâu có bông á. Cây mai đây mai đừng 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 đặt để tự nhiên đi tí. Để tự nhiên đi. Cây mai cậu là mình để cho nó tự nhiên đi ha. Thật ra là chuẩn bị chỗ luôn rồi. Có đủ rồi đó. Đủ đây mọi người đó, đủ đó. Tại vì năm nay năm rừng á, cây mai nào mà rụng lá sớm là nó trộn sớm. Đúng rồi, nó tự rụng ra. Tự rụng rồi tự chọn. Nó có nụ rồi đó. Tự nhiên nó đó. Nó có nụ rồi, nó Tết này chắc nó nở sớm quá. Mày tưới sớm là nở. Hôm nay mai đổ bông đừng tưới. Khoảng 10 ngày nữa là có bông nha mọi người. Tưới là nó nở liền. Nó đã luôn á. Họ kêu dạ nó anh Ngọc đừng có tưới nữa. Tưới là nở. Nó nở trước Tết luôn á. Hôm nay anh Ngọc ngày nào cũng tưới anh Ngọc. Trời ơi, hèn gì, đừng có tưới. Tưới là coi chừng chưa hết tháng này là nó xấu rồi. Đủ 13 ngàn đô anh em. Đủ đó. Anh đếm coi được mấy sắp. Được có 10 sắp và còn thiếu 3 ngàn. Đồ khổ em tính ra đô Mỹ cũng hay vậy. Không, đúng con ngàn nữa nha, nó cũng bằng giá đó. Ổng 13 ngàn đô là sao? Hả? 13 ngàn đô là sao? 13 ngàn của cậu Năm á. Là con suy diễn hay rồi. Hay rồi. Suy diễn hay. Trước khi mất ông còn 13 ngàn đô mà giờ 13 ngàn nằm đâu không biết. Thì đó, 13 ngàn bù vô lại đó. Ở đây có 10 ngàn người ta bán một sắp. Có 10 ngàn một sắp. Ồ cái sự kết hợp với Dương Sĩ với Lộc Hồng đẹp quá. Anh bất ngờ lọc khủng cho anh em. Anh ta. Dương Sĩ chị. Đó mình cái này chắc của chị Linh đó hả Nết? Không, cái đây anh mua. Chị Thí Diễm. Hoa hồng nè, hoa hồng nè. Đúng rồi, cái này. Để là mai mốt Linh. Nói thôi kêu chị Linh hoa hồng đi, đừng có kêu chị Linh đã út nữa. Kêu chị Linh hoa hồng. Ở bên đây nữa nè. À, bên đây có hai lọ nữa nha. Quá trời đẹp luôn. Bên kia hai lọ nữa. Anh em mình quay xong clip đây 8 phút cái Ủa Hải đúng rồi, chứ hai cái chậu hai cái bình bông nó coi à. Không biết. Em vô sao em đâu biết đâu. Cái này nè. Ờ đâu biết đâu. Cái đây hả? Cái đây là cái hồi sáng của anh Ngọc đem vô là của chị Hồng Ngọc. Rồi không biết, không có thấy đem vô là không biết à. Hoa này là hoa cúng bảy màu. Cú không bắt đẹp với ta. Phương này. Không cú khéo tay xè quá á, ổng hồi xưa chắc là chú. Bây giờ mình xè. Mình giữ một đầu. Mình xè đó, mình xè cái đó. Thấy người ta làm hay đó, người ta lấy chiếc đũa ta để hay đó nha. Đó xè đó. Vậy là anh quýnh bài không được rồi. Ủa anh Quân, anh có hay xè cái này không? Chuyên nghiệp. Anh đi anh đặt không rồi. Ta xè. Ông ké. Coi kìa. Coi ảnh nè, coi ảnh nè. Coi nè. Xè nè, nó cũng ra nè. Chiên xè nè, cô chú ơi. Anh làm gì vậy? Anh làm gì ta? Đó gì đó. Cái gì vậy xè, cái kiểu gì vậy? Tại ta làm gì đó. Ngoài luôn vậy. Thôi nãy giờ chú đi ông tiền cúng chú rồi cái xe chừng rách đó rách xài rách đó chú khỏi xài không vậy đổi đồ ra nữa cái tiền này như vậy chứ mỏng quá số đẹp nè 39 39 39 nè ủa số đẹp vậy số đẹp mà ủa mà sao có 39 là phát tài đó 39 là thằng tài nhỏ 39 hết rồi 39 là thằng tài lớn có một số CV vậy sao tính được 39 CV có số một hả căng rồi căng rồi căng rồi căng rồi tiền căng tiền rồi. Này có in có một số CD cho à, về quýnh số đề đi giờ con số một mà vậy thôi gì sao về mua số đề đi đó xè xong ủa vậy ngân hàng này dưới sẽ có một số CD hả nè một số hả sắp đôi chín sắp 79 không sắp số 8 đâu ở đây có 79 không ạ có một tháng người ta la một số CD khác nhau áo vàng đang xè nha cô tôi nè
bán hàng bí mật bồng rồi là ngân hàng ở dưới này đúng một số gì đi. Ai rảnh làm đi, có ai rảnh tay làm đi Ngọc. Xe đi. Không, ngân hàng người ta cũng hay làm vậy. Xe đi Ngọc. Bí mật là nó về chấm đó. Chấm đó tôi nhanh nữa. Chấm mấy chứ. Về. Quay ra ngoài. Chấm liếm cái là thì có chấm xe đó. Phản cảm đó nha, đừng thọc tay vô miệng nha, phản cảm lắm. Thọc rồi. Thọc quá đừng phản cảm lắm, người ông ơi. Đi quay cho tiếng luôn. Ông bà già. Ôi dơ mà. Cái này nước tay vô. Lấy chai nước khác cho cậu đi. Lấy cái máy đi. Mà nghĩ sao nè, hột miệng giờ hột nhiều chai nước. Mừng có tay mày xè đẹp lắm, tại không có dính. Không xè nhanh lắm anh nha. Tại ông mới chấm nước mà. Anh Ngọc mới chấm nước, đứng chấm bên đây còn chấm kia nữa kìa. Thôi bây giờ lấy chai nước khác cho đó cho cậu đi. Củi này nó tọc tay vô, nước người ta uống nó tọc tay vô. Tiền cho cậu thôi chứ làm gì đó. Đủ 13 ngàn không? Dư 50 ngàn ông ơi, cái đây tôi mua hay xui chứ. Sao mà bề trên nó đen mà bề dưới nó xanh ta? Đó, mình để vô. Trời ơi, coi nè, ông xè một tích tắc là xong hết trơn rồi. Quá đẹp luôn đó. Ừ. Ôi, coi Ngọc nữa. Anh Ngọc nãy giờ xè mới xong cọc. Có tin kêu. Anh Ngọc nãy giờ đâu ạ? Đi xè bà. Ừ, đi xè mới đi vô trong xè. Sao xè xấu dữ vậy? Anh đi vô cái thùng nước anh xè. Ok. Vậy là cô chú em quay đủ 8 phút, cô chú em up xe. Từ từ thùng nước ra tới đây cũng chưa xong. Quay sau đi. Thôi em cũng đủ rồi. Em cảm ơn đến chị Thí Diễm ở Đài Loan nha. Em đã tìm gửi cho chị mua hôm trước là em gửi cho anh Ngọc mua 5 cái hộp cái đèn nhỏ nhỏ này đó là 500 ngàn rồi. Hôm nay em mua 450 đó là hết là 950 rồi đó. Mà mốt em mua nữa, mà mốt có thiếu gì em mua nữa. Đảm bảo là xe đi chú tiền quá trời luôn, chút nữa đốt đầy đủ thiếu. Mọi người đẹp không? Xe la đẹp không? Em tranh thủ em đang clip xong một lát mình sẽ chiều mình sẽ một cậu. Hai dẻ luôn nè thấy không? Đúng rồi, lát mình này gì? Lát mình vô mình ấy mình đốt sao? Dạ. Cái đây là tự nhiên mà nó thiếu mình lấy cho đủ số tiền. Đây là 10 ngàn á. 10 ngàn còn thiếu 3 ngàn. Còn thiếu 3 ngàn của cậu nó, của cậu tới 13 ngàn đô lận. Thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Cũng như ông bà cô chú nào có thêm kênh của Bùi Hải Vlog, có thương Bùi Hải cho Bùi Hải xin một lượt like, lượt đăng ký để Bùi Hải có động lực làm những video hay nhất tại mọi người xỉu thú Vũ Linh. Gọi tới cho cô chú anh chị gần xa xem ạ. Dạ một lần nữa Bùi Hải xin kết thúc video đây ạ.